Xin chào các bạn. Hôm qua tôi mới nhận được một cái lời đề nghị kết bạn từ một vị nào đó mà nhìn qua hoàn cảnh thì tôi thấy người phụ nữ này cũng khá giả, nó có điều kiện. Thì giờ tôi cũng giới thiệu cho cô, khi mà muốn gặp một ai đó trực tiếp để mà tư vấn á, thì các bạn có thể gặp ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà riêng người phụ nữ này thì họ ở Thành phố Hồ Chí Minh và họ muốn gặp một nhà tư vấn ở cái khối miền Nam, thì tôi cũng chia sẻ một số các nhà tư vấn mà tôi biết, thì các bạn có thể search lên Google để tìm. Thì cô Vera Hà Anh, rồi Thatonia và cô Lý Thị Mai, đó là những người mà tôi biết là đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp để gặp họ ở Việt Nam. Còn tôi tư vấn 4 châu trên toàn thế giới này, có 5 châu thì tôi tư vấn được 4 châu, châu Phi tôi không có khách. Thì tôi chưa có gặp ai, duy nhất thì tôi chỉ có gặp hai người thôi. Một đứa bé từ năm nó 15 tuổi, đến năm nay nó hơn 25 tuổi rồi, tức là đã tốt nghiệp thạc sĩ và đang học chuyên ngành cao học lên ở Đại học Hữu Tech. Thì có thể nói đó là cái nhân duyên tư vấn đầu tiên thành công của tôi dành cho một đứa bé. Lúc đó nó tìm đến với tôi trong trạng thái là nó muốn bỏ học và ba má nó đang có những cái chuyện xô xát về ngoại tình. Đến bây giờ thì ba má nó vẫn sống chung, thỉnh thoảng thì tôi vẫn nhìn thấy nó đăng hình gia đình lên và thấy ba má nó vẫn ngồi bên cạnh nhau, và bản thân nó đã trở thành một người có ích và khá là nổi tiếng. Nó cũng được đài truyền hình rồi các dự án mời về phỏng vấn, nói về những cái hướng vượt khó và nhân rộng những cái hệ thống mà cái đứa bé đó đang làm. Tôi rất là vui vì người đó đã nghe lời tôi. Và đến khi mà nó gặp tôi năm mà 25 tuổi á, mới gần đây trong cái chuyến tôi về Việt Nam, thì tôi có định hướng cho nó là em nên làm như thế này, làm như thế này. Ở Việt Nam đang có xu hướng như thế này và tầm phát triển của Việt Nam nó sẽ như thế này, thì em nên làm như thế này. Đó là những gì mà tôi có thể giúp lần thứ hai, một bước ngoặt lớn cho em trong cái việc mà em sẽ thành công và phát triển và thể hiện mình ra sao. Còn một vị khách hàng nữa thì chính là cái vị khách hàng mà cô nói với tôi rằng cô Vera Hà Anh đang ở thành phố, cô đang ở quận 2, thì tôi mới biết. Thì tôi cứ tưởng cô ở ngoài, gọi là ngoài miền Bắc ha. Thì tôi không có những cái cơ hội trực tiếp gặp những người tư vấn đó, nhưng mà thông qua một số các tình huống khách hàng hoặc là người thân của tôi, người quen của tôi đã biết đến những người đó thì họ nói với tôi. Còn tuyệt nhiên ở nước ngoài các bạn không có thể dùng cái số của mình gọi lung tung lăng tăng được, và tôi không có làm điều đó. Thì đây là những cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ và giới thiệu cho các bạn. Tôi cũng phải là người ích kỷ ha. Các bạn không tìm tôi không có nghĩa là tôi dở, mà các bạn không tìm tôi không có nghĩa là tôi phải giấu. Tôi không có giấu, bởi vì ai cũng biết điều này, và bạn không biết thì tôi chỉ cho bạn biết, có thế thôi. Bạn không chọn tôi không có ghét bạn luôn. Thì tôi giới thiệu cho các bạn. Các bạn nên xem nhiều nhà tư vấn để các bạn có được cái cặp mắt nhìn nó khái quát, nó tổng quan, chứ đừng có phải nghĩ là phải xem tôi là số 1, tôi là number one, tôi không có nói như vậy. Mà tôi nói là các bạn nên xem nhiều người để học được nhiều cái hay của mọi người. Đó, nó là như vậy. Chúng ta nên học hỏi nhiều phía. Bữa hôm trước có cái chị kia chị nói là con chị thích xem phim ma, mà tôi nói hả, con chị chưa chắc đã xem phim ma hoặc là nghe kể chuyện ma nhiều như tôi biết rất là nhiều người kể về chuyện ma. Và khi mà tôi xem như vậy, tôi xem cái cách của họ làm như thế nào, tức là tôi quan sát theo cái chiều hướng là tôi quan sát họ. Chứ còn khi mà tôi không có làm một cái nhà sáng tạo thì tôi sẽ xem họ với một cái trạng thái tôi mê họ mà tôi xem, tôi thích họ mà tôi xem. Còn khi mà tôi là nhà sản xuất những cái video hoặc là cái người mà đứng ở cái khâu mà gần như là biên soạn đạo diễn ấy, thì tôi sẽ nhìn họ với một cái góc độ khác. Thì bây giờ các bạn nếu muốn gặp trực tiếp thì tôi không thể ha, thì các bạn nên gặp những chuyên gia tư vấn tại cái vùng miền mà các bạn muốn gặp, thì bạn hỏi thì tôi trả lời như thế. Còn trong video lần này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tình huống liên quan đến cái việc mà chồng bài bạc, chồng nghiện ngập, thậm chí con của các bạn nghiện ti, rồi con của các bạn bị cái hội chứng là sợ toilet. Các bạn đã nghe đến cái điều này hay chưa? Rồi có những trường hợp con người bị tụt canxi, nhưng bạn có biết rằng con chó sau khi mà đẻ con nó cũng bị tụt canxi hay không? Và cái hình thức mà con chó nó bị đánh bò cạp, tức là nó tự cắn vào lưỡi nó chảy máu, thì nhiều khi bạn tưởng nó trúng độc nhưng mà thực tế ra là nó bị tụt canxi sau sinh. Thế nên là khi mà các bạn biết được những tình huống này, các bạn hãy giới thiệu cho người khác để sơ cứu, để mà giúp đỡ cho những cái vấn đề mà các bạn gặp.
Chính bởi vì các bạn thường gặp những cái vấn đề đó trong cuộc sống, bạn thường bị dồn ép vào những cái vấn đề khó, thì bạn sẽ nghĩ ra được cái cách để mà các bạn xoay chuyển những cái tình huống khó trong cuộc sống này. Và video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số các bí quyết trong những cái tình huống mà tôi gặp trực tiếp, và tôi đã thay đổi và xoay chuyển được nó, và đã giúp ích được cho một số người. Người ta vẫn nói rằng phước thầy may chủ. Nếu mà bạn thực sự có cái duyên lành và biết được những cái phương pháp như vậy, thì bạn nên nói cho người khác để người ta có thể thay đổi và chuyển hóa một số các tình huống xấu trong gia đình mà họ đang vướng mắc. Đầu tiên tôi xin chia sẻ về trường hợp đứa con nít mà nó nghiện núng ti. Có những trường hợp khi các mẹ bôi ớt, bôi dầu gió, bôi mực đen lên đầu ti mà con của các bạn vẫn bú đầu ti của các bạn như thường, thì các bạn cũng thấy là rất là tội, rất là xót cho nó, bởi vì các bạn bôi những thứ rất là đắng, rất là cay, rất là chua lên mà đứa bé nó vẫn nghiện, tức là nó ở một cái trạng thái là nó dồn các bạn vào cái sự bế tắc, đúng không nào? Có một số người cai nghiện ti cho con mà không cai nghiện được, nên là người mẹ nó rất đau khổ đó. Có những trường hợp như vậy chứ các bạn, có nhiều người bôi lên cái đầu ti nó đen thui thì nó bỏ luôn thì nó dễ quá. Nhưng mà bạn thử rất là nhiều cách nhưng mà không được, thì đây là một cái cách mà tôi nghĩ là bạn nên thử, đó chính là bạn mua cái tấm dán của Nhật Bản á, salon bath á, bạn dán vào, mua cái màu mà nó tiệp với cái màu da của các bạn dán lên, cái loại tốt đó, nó to bằng nửa bàn tay nè, các bạn để nguyên vậy dán lên thì nó che mất đi là đầu ti, thì khi mà đứa bé nó vạch áo các bạn ra nó kiểm tra thì nó thấy mất đầu ti rồi, thì nó không có cái chỗ để nó ngậm miệng vào nó bú. Thì đó sẽ là cái cách mà đứa bé nó sẽ phải từ bỏ cái chuyện mà bú ti mẹ. Vì có một số người không còn sữa, hoặc là một số người sức khỏe kém, đứa con nó cứ đòi ti mà mẹ thì không còn năng lượng. Tức là khi mà đứa bé nó ngậm sữa của mẹ thì mẹ bị chóng mặt, bị hoa mắt, không có cái nguồn năng lượng để mà tiếp tục sản xuất sữa ra cho em bé. Thì đây là một cái cách mà tôi thấy là khá thành công. Trước đây tôi đã làm một cái video nói về vấn đề mà chia sẻ đầu ti, khi mà con bạn bị nghiện, nó thuộc dạng nghiện chứ không phải là thèm nữa ha, thì đây là cái cách giải quyết. Còn trường hợp thứ hai, khi mà con bạn nó bị hội chứng sợ nhà cầu, thì tôi có nghiên cứu đến cái tâm lý tội phạm và những cái vụ án mà liên quan đến cái việc mà gọi là một ai đó mà bị giết mà phân xác rồi đổ xác xuống nhà vệ sinh á, thì có thể những cái ký ức trong một cái tiền kiếp nào đó khiến cho đứa bé đó nó hoảng sợ khi nhìn thấy nhà cầu. Các bạn hiểu điều này tôi nói không? Có thể là không đúng với tất cả mọi người, nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt là như thế. Có nhiều người người ta đã bị sát hại tại ngay tại nhà vệ sinh, thì khi mà nhìn thấy nhà vệ sinh là họ rất sợ, nhìn thấy nhà vệ sinh là nó khóc thét lên. Và các bạn hãy để ý nè, trong cuộc sống của chúng ta có một số người người ta rất là sợ rắn và người ta rất là sợ độ cao, thì những cái đó nó ảnh hưởng đến cái phần ký ức mà mình không có giải thích được, vì một thế giới song hành nào đó vẫn đang tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng mà vì cái tầng nhận thức của chúng ta không tới nên là chúng ta chỉ biết ở trong một cái giới hạn nhất định nào đó mà thôi. Thì có thể nói là những cái vấn đề đó nó đã đem đến một cái sự ám ảnh cho cái đứa bé nên nó không thể làm được điều đó. Mặc dù ai cũng đi nhà vệ sinh thì mình thấy nó rất bình thường đúng không? Nhưng mà cái đứa bé đó nó cứ thấy nhà cầu là nó hoảng, nó sợ. Thì có thể có, tôi nói là có thể nhưng không chắc chắn, thì mình suy nghĩ hoài tại sao nó lại sợ nhà cầu đến mức như vậy, nó cứ đến nhà cầu là nó không ỉa được, hoặc là nó nhìn thấy nhà cầu là tâm lý của nó loạn lên, nó hoảng lên. Mình đã có thể làm rất nhiều cách, ví dụ như trang trí nhà vệ sinh cho thật đẹp nè, trong nhà vệ sinh có tiếng nhạc nè, rồi trong nhà vệ sinh có cái bồn nhỏ để em bé ngồi cho em nít, nhưng mà đứa bé nó vẫn từ chối và nó rất hoảng sợ. Và cái việc nó chống đối với việc đi nhà cầu là gì? Là nó luôn luôn mặc tã, nó luôn luôn ị trong tã và nó không muốn ị ở trong nhà cầu. Và đến một cái mức là khi mà đi ô tô thì đứa bé nó nếu không có tã thì nó nín luôn, nó không có đi nhà vệ sinh luôn. Thì như vậy thì không tốt cho cái hệ thống tiêu hóa của trẻ. Đứng trước một cái thực trạng khó của em bé như vậy thì tôi đã nghĩ ra một cái cách, khi mà con của bạn mà mê cái gì nhất, thích cái gì nhất, gọi là ghiền một thứ gì nhất, thì bạn hãy lấy cái thứ nó ghiền nhất để đánh đổi và làm cho nó phải vượt qua cái nỗi sợ hãi của nó để mà nó đạt được cái ghiền đó. Nói rõ hơn nè, ví dụ như con bạn nó nghiện game, ví dụ nha, con của bạn nó nghiện cái máy vi tính, nó nghiện cái máy vi tính hoặc nó nghiện iPad,
Thì bây giờ bạn sẽ đánh đổi với nó là bạn hãy cho con bạn vào trong nhà vệ sinh và cho nó cầm iPad vào trong đó nó xem. Ha. Nó nghiện cái đó. Nó thích cái đó lắm. Thì bạn đánh đổi. Lần đầu tiên nó không có thể đi vệ sinh được đâu. Và bạn tập cho nó cái thói quen là xem iPad, xem điện thoại ở trong toilet. Tức là bạn đang làm quen bước 1. Và bạn nghĩ rằng nó vào trong toilet là nó sẽ ngồi và nó ị ngay đúng không? Không. Nếu mà vậy thì nó dễ quá rồi. Nó vẫn bị tâm lý. Nó vẫn không có ị được. Và dần dần nó sẽ quen với cái việc là vào trong nhà vệ sinh, xem được iPad. Đó là bước 1 thành công. Bước 2 nữa là bạn sẽ nói với nó rằng khi mà nó đã quen với cái không khí ở trong toilet rồi á, thì bạn sẽ trao đổi với nó rằng nếu mà ị được trong toilet thì sẽ được xem iPad. Tức là iPad này sẽ được đưa cho nó, nhưng mà ở cái bước là nó ị xong, nó đi vệ sinh xong mới cho nó xem. Thì khi mà nó làm được điều đó, bạn hãy thực hiện lời hứa của mình là cho nó xem iPad hoặc là xem điện thoại. Đó là bước thứ hai thành công. Nhưng mà có những đứa lần đầu tiên nó làm điều đó được, nhưng mà lần sau nó sẽ không ị được. Tại vì sao? Nó vẫn bị tâm lý. Các bạn thấy không? Nó có những vấn đề khó như vậy. Chứ không phải là chúng ta gặp những cái chuyện như là đi vào nhà vệ sinh thì đi vệ sinh vậy thôi thì nó dễ quá rồi. Thì có một số những trường hợp trẻ bị như vậy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đây là những cái bí quyết phải nói là nhiều người cha người mẹ rất là khó xử, và đặc biệt ở nước ngoài thì cái trường hợp này diễn ra rất là thường xuyên. Thứ nhất là môi trường từ trong nhà vệ sinh và căn phòng của các bạn nó chênh lệch lạnh, hoặc là đứa bé nó có cảm giác cô đơn khi mà nó ở một cái phòng. Đó, thế nên là tâm lý khống chế và quen mặc tã cho bé từ nhỏ thì nó cũng sẽ làm nên cái điều đó, nó tạo cho trẻ một cái thói quen như vậy. Thì trong một số tình huống tôi chia sẻ với bạn là như vậy ha. Còn đến cái trường hợp mà khi chồng các bạn nghiện rượu, nghiện bài, thì trong cái tình huống này ở nước ngoài á, người ta xem đây là một căn bệnh và họ sẽ có cái nơi cai nghiện để cho cái người đàn ông hoặc người đàn bà hoặc là đối tượng bị nghiện á đi cai nghiện. Đi cai nghiện ở trong cái trường đó đi về. Và người ta cũng có tổ chức những cái buổi nói chuyện giữa những người mà hướng dẫn những đối tượng nghiện thoát nghiện. Ở nước ngoài thì họ họ như vậy, còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ cũng có. Nhưng mà nó đi vào một cái khối chuyên sâu và ít người nói về cái chủ đề này. Thì đó là những cái cách mà xã hội có thể giúp đỡ cho bạn, hoặc là giúp đỡ cho chồng bạn, hoặc giúp đỡ cho những người thân quen của các bạn khi con của các bạn nghiện game, nghiện rượu, hoặc là nghiện thuốc lá, nghiện ma túy cũng vậy. Thì bất cứ một hình thức nào đó nghiện ngập cũng là do một cái quá trình mình đã tiếp cận với cái chất gây nghiện đó, hoặc là bị ai đó dụ dỗ, hoặc bị ai đó gài, hoặc là một cái số tình huống nào đó mà mình đã tiếp cận với cái thứ mình quá thích. Khi mà mình quá thích cái điều đó, mình không khống chế được bản thân mình để mà sử dụng, tiết chế nó, thì mình bị gọi là nghiện. Tức là cái thứ đó nó dẫn đầu, và không có cái chất đó thì mình sẽ không có thể làm gì được. Thì ở trong một cái trạng thái như vậy gọi là nghiện rồi. Đấy là tôi định nghĩa theo cái dạng mà đời nhất và thực tế đó là như vậy. Còn những cái từ ngữ trong cái chuyên ngành về nghiện thì tôi không có rành, mà tôi chỉ nói theo cái lẽ đời, lẽ thường nhất là chúng ta bị một cái gì đó dẫn dắt mà chúng ta không khống chế được bản thân mình. Nếu không có thứ đó thì chúng ta bị nghiện. Kể cả tình cảm cũng vậy. Nếu mình không có cái người đàn ông đó, mình sống không được, mình đi không nổi, mình ăn không ngon, mình ngủ không được, thì đó là mình nghiện rồi đó. Rồi kể cả cái chuyện bạn là người thứ ba cũng vậy. Khi mà có một người đàn ông mà họ đến với bạn, rồi họ đi mà bạn không sống nổi, bạn khổ, bạn khóc, bạn luôn luôn là phải gào thét, bạn luôn luôn có họ, hoặc là bạn cứ phải gặp họ bạn mới chịu được, hoặc là bạn phải nhìn thấy họ bạn mới sống vui, thì đó là tình trạng nghiện rồi đó. Mình không còn khống chế được bản thân mình không còn có thể làm chủ được tâm mình trước cái thứ đó. Thứ đó là cái thứ nó bắt bạn, nó sai khiến bạn phải làm theo cái cách mà nó muốn, thì bạn đang trở thành một cái thứ phụ thuộc, có thể nói là gần như trạng thái bạn là nô lệ cho cái thứ đó. Vì bạn quá thích cái thứ đó nên nó sẽ làm chủ trong ý nghĩ của các bạn, nó lôi kéo các bạn đi đâu thì các bạn theo đó, thì đó là tình trạng nghiện. Bây giờ trong cái tình huống người lớn bị nghiện thì ở một cái trạng thái là xã hội đã giúp cho các bạn đi cai nghiện, và các bạn sẽ được nói chuyện với những chuyên gia chuyên về cai nghiện, nhưng mà đó là một phần tôi nghĩ là lý thuyết. Còn cái phần thực hành thì các bạn
cũng cần có một cái môi trường sống gọi là vui vẻ, không có tiếp cận với những thứ gây nghiện đó nữa, thì cũng giảm dần đi cái ham muốn nghiện của các bạn. Nhưng mà nhiều khi cái máu nghiện nó lạ lắm. Ví dụ như là có nhiều người thích hít cái hơi bồ đà đi, thì cái đối tượng đó mà chỉ cần đi bar thôi, thấy ai đó mà có hút cái loại thuốc lá đó, hửi thôi mà đã thấy rằng cái đây là cái chất bồ đà nè, đây là cái chất gây nghiện nè, đây là cái chất mà mình thèm nè, là họ không kiềm chế được. Giống hệt như là mình thích một cái loại nước hoa nào đó, có người thích nước hoa Chanel thì người khác đi ngang qua là người này lập tức là đi theo để mà ngửi cái mùi nước hoa đó chẳng hạn. Đấy là một cái trạng thái bị nghiện một cái thứ gì đó. Thì khi mà các bạn đã rơi vào cái tình huống bị nghiện mà xã hội và người thân của các bạn đã giúp cho các bạn rất nhiều về du lịch nè, về môi trường nè, về cái cách cải thiện cuộc sống xung quanh những người nghiện, nhưng mà người nghiện dường như vẫn xác ở đây nhưng mà hồn ở cái nơi chất nghiện rồi, tức là tâm trí của người ta một nửa phân thành đang sống ở đây, một nửa thì đang nghiện nghiện ở đâu đó, không tập trung vào một nơi ấy. Thì có một cái phương pháp nữa mà tôi nghĩ là bạn cần nên thử, đó chính là bạn hãy dẫn cái đối tượng nghiện đó đến gặp một sư trụ trì gọi là cao tăng ở trong chùa, để mà các bạn xin cho người đó một pháp danh. Người ta nói là cái tên làm nên số phận, lần thứ hai xin tên này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, tạo một cái nhân duyên, có thể nói là thiện duyên, duyên lành cho cái đối tượng mà bạn muốn họ thay đổi, giúp cho họ bớt nghiện, giúp cho họ cai nghiện và muốn cho họ đừng có nghiện. Thì các bạn hãy làm thử phương pháp này nhé. Thứ nhất là các bạn dẫn họ đến gặp một cái sư thầy, để mà sư thầy đó người ta cho đối tượng các bạn cần cai nghiện một cái tên, để mà cái tên đó nó sẽ giúp cho nó vận dụng vào cái đối tượng đó để mà thay đổi một phần nào đó trong tâm thức của cái đối tượng đó. Phần thứ hai là chính bạn là cái người niệm Phật hoặc là tụng kinh hoặc là đọc chú đại bi để mà hồi hướng sám hối thay cho người đó nữa. Nếu mà người đó không hợp tác, không chịu đọc kinh, không chịu niệm Phật, có nghĩa là không phải tất cả mọi người đều muốn đi theo cái tôn giáo hoặc là chịu cái sự gọi là hỗ trợ của tôn giáo, mà họ không có duyên với tôn giáo, họ chống đối và họ sẽ phản kháng và họ sẽ nói những lời ác khẩu khiến cho bạn còn bị tổn phước hơn. Thì đối với một số đối tượng mà khi mà họ phản kháng, họ chống đối, thì bạn niệm Phật, niệm chú, đọc kinh ấy, hồi hướng cho họ với một cái mong ước là họ sẽ có một cái nhân duyên, có một cái lúc nào đó họ sẽ ngộ ra, họ hiểu ra và họ sẽ theo một cái tôn giáo nào đó, mà cái tôn giáo đó phải là chính pháp, có ích có lợi và sống tốt, gọi là chánh pháp đó. Thì các bạn có thể hướng dẫn họ theo đạo Phật hoặc là đạo Thiên Chúa. Thì bây giờ các bạn hướng dẫn cho họ, nếu mà họ nghe theo mà họ làm theo á, thì họ sẽ có những cái chuyển biến cực kỳ là nhanh chóng. Đó. Còn khi mà họ chống đối với các bạn thì chỉ một phía các bạn làm á, thì lợi cho các bạn là 6 phần, họ chỉ được hưởng 4 hoặc 3 phần mà thôi. Thì đó cũng là một trong những cái cách mà bạn tác động vào cái thế giới tâm linh của họ. Thì chúng ta vẫn biết rằng cuộc sống hiện tại á, chết đi không có nghĩa là hết. Có những người tin là như vậy, đặc biệt là tôi tin là như vậy. Thế nên là ngay tại thời điểm bây giờ, bạn hơn 40 tuổi rồi và bạn đang 60 tuổi, thì bạn đừng có si mê và bám lấy một người đàn ông như cái kiểu là bạn đang nghiện người đó. Mà bạn hãy tách mình ra dần khỏi những thứ đó, bạn học cái cách buông bỏ dần dần đi là vừa rồi. Vì sớm muộn gì các bạn cũng sẽ xa rời cái cuộc sống này. Và trong một số trường hợp, nếu ai nghe được video này của tôi mà bạn đang ở trong trạng thái muốn tự tử, thì tôi có một lời khuyên dành cho bạn đây. Vì sao mà người ta không có muốn cho nhiều người tự tử? Vì cái người tự tử là oán khí rất là nặng. Mà khi mà chết trong trạng thái oán khí nặng nề mà tức giận như vậy, rất dễ biến mình thành loài quỷ ác. Ma và quỷ khác nhau nha các bạn. Và tôi không muốn nói rõ về vấn đề này. Nếu bạn muốn kiểm chứng, hãy đi gặp những sư thầy và hỏi những điều tôi nói. Thì khi mà những người mà chết ở trong một cái trạng thái là sân si, tức giận, thù oán, ghét, căm tức, thì bản thân họ có một cái chết rất là đau đớn. Và việc mà họ tự tử thì họ sẽ luôn luôn lặp lại cái hành động tự tử này sau khi mà họ mất đi. Đó là cái điều mà họ thống khổ nhất. Và họ cứ làm điều đó hoài, làm điều đó mãi. Nên là chỉ có những ai thấu hiểu được những cái nỗi đau
mà người tự tử gặp phải thì họ sẽ muốn cách giúp cho nhiều người đừng có tự tử. Các bạn hãy thuận theo tự nhiên. Và các bạn có nhiều người nói rằng trời ơi tôi đau khổ quá, tôi đau đớn quá, tôi muốn chết nhanh. Nếu mà các bạn muốn làm như vậy thì các bạn hãy cầu nguyện để các bạn sớm được siêu thoát. À, bằng cái cách là chúng ta buông bỏ, chúng ta hãy quán niệm cái thân thể này là một cái đãi da hôi thối. Con người của chúng ta dần dần sẽ bị hoại tử đi, mắt của chúng ta sẽ mù đi, mờ đi, rồi làn da của chúng ta sẽ không còn đẹp nữa. Những người mà thường trang điểm làm cho mình đẹp hơn, rồi một ngày nào đó không đẹp hơn nữa thì chúng ta rất là đau khổ. Đó là chúng ta đeo đuổi theo cái thứ mà chúng ta biết rằng nó đang dẫn chúng ta đi. Thì bây giờ chúng ta làm chủ được thân tâm và làm chủ được ý thức thì chúng ta phải hiểu và dần dần chúng ta học cái cách buông bỏ dần những thứ mà làm cho bạn trở thành nô lệ của nó. Và khi mà bạn ở trong một cái trạng thái yêu mà không có dính mắc vào một cá nhân nào đó thì bạn sẽ phát khởi được cái tâm yêu thương rộng lớn với nhiều người. Nói đến đây thì có những người sẽ hiểu và có những người sẽ không hiểu. Người ta sẽ nói rằng một người đang sống trong gia đình tại sao lại có thể không yêu chồng của mình? Tôi đang nói với các bạn về một vấn đề là khi bạn sống với người ta, bạn không có lệ thuộc vào tình yêu của cái người đàn ông đó. Cho dù người đàn ông đó ngoại tình cũng không làm ảnh hưởng đến thế giới, nhân sinh quan của bạn, thì bạn thực sự là người có sức mạnh. Không phải là bạn lì ra mà sống, hoặc là bạn chịu đựng mà sống. Đó là cái cách mà bạn thể hiện là những nỗi đau và những cái sự xâm nhập của bên ngoài không tác động đến thế giới bên trong của bạn được. Họ xấu nhưng mà bạn sống bên cạnh kẻ xấu, bạn không trở thành người xấu. Giống như việc người nào đó đi vào tù đâu có nghĩa bạn đến trại giam bạn cũng là tù nhân. Bạn đến trại giam với tư thế là người quản trại giam thì sao? Bạn đến trại giam với tư thế là người gọi là quản lý nấu ăn thì sao? Thế nên là cũng là một nơi trong bệnh viện tâm thần, đâu phải ai cũng là cái kẻ tâm thần. Thế nên là khi bạn sống với một cái môi trường khắc nghiệt và những cái hoàn cảnh khắc nghiệt thì bạn sẽ biết cách vượt qua những cái điều tồi tệ đó để mà bạn thoát ra khỏi cái điều tồi tệ. Thì tôi vẫn nói với các bạn rằng có những loại nghiệp chướng đã khiến cho các bạn đưa mình vào những cái trạng thái khổ đau, đưa mình vào làm và yêu một người say mê đến mức mà bạn trở nên nghiện họ. Bạn muốn cai nghiện họ thì bạn phải chịu được cái nỗi đau khi mà xa rời cái cơn nghiện đó. Đó chính là cái sự trừng phạt của chúng ta khi mà chúng ta sống mà chúng ta thả lỏng cái cảm xúc, gọi là cái cảm xúc hư hỏng của bản thân. Khi mà các bạn chiều chuộng các bạn quá, không có một cái nguyên tắc nào đó rõ ràng, các bạn buông lung những cái hành động hoặc là những cái thói quen xấu thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái thế giới sa đọa. Và khi mà muốn thoát khỏi cái thế giới sa đọa đó thì bạn phải chấp nhận được cái nỗi đau đó. Có rất là nhiều người ở trong trạng thái yêu một ai đó muốn thoát ra, bị đau đớn quá không thoát được và cứ ở trong cái mối quan hệ đó mãi. Vì đó chính là cái sự trừng phạt. Một đứa bé khi mà làm sai hoặc là hư thì ở một số các quốc gia cha mẹ vẫn thường lấy roi đánh vào cái mông của nó, đánh vào tay của nó để cho nó chừa. Thì cái việc người lớn của chúng ta khi mà yêu sai, khi mà sống sai, khi mà đã hành động và có những thái độ sai thì chúng ta cũng bị những cái cơn đau như thế, nhưng mà nó sẽ thuộc về cơn đau về về cái mặt tinh thần, thì đó chính là sự trừng phạt và chúng ta cần phải chấp nhận cái sự trừng phạt đó thì chúng ta mới bước qua được gọi là cái vùng đen tối nhất trong cuộc đời. Mình đã lỡ nhúng tay vào chàm, chúng ta đã lỡ bị sai thì chúng ta bước ra khỏi vùng sai. Và có thể nói một cái ghi tâm nữa là khi các bạn có duyên phước đức đầy đủ thì các bạn sẽ không có bị như thế. Nhưng mà khi chúng ta đã bị như thế rồi mà chúng ta không thoát ra được thì chúng ta phải nghĩ đến việc mà chúng ta không có đức và chúng ta cũng chẳng có phước gì hết. Để thay đổi một cái hoàn cảnh từ tối sang sáng thì cần phải có hành động thiết thực chứ không phải là cái việc mà ngồi nói. Và những cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn đã thử chưa? Và các bạn đã làm chưa? Và các bạn có làm một cách nhiệt tình và kiên trì hay không? Cái vấn đề kiên trì là quan trọng nhất. Vì khi mà bạn làm cái gì bạn cũng muốn nhanh chóng như mì ăn liền 2 phút là không được. Bạn hãy nhớ lại cái thời gian bạn yêu người đó, bạn yêu bao nhiêu lâu? 2 năm trời mà bạn quên người ta trong vòng 2 tiếng là không được. Người ta chỉ đưa ra cho bạn cái phương án, cái cách thức để cho bạn làm cái điều đó. Còn cái chuyện mà bạn cần phải mất nhiều thời gian hay không, đó lại liên quan đến cái phần ý chí của bạn và cái sự hỗ trợ của những người sống bên cạnh bạn. Những nghiệp lực tà dâm luôn vây bủa con người và luôn làm cho người đó tiêu tan đi những cái phước lành và những cái đức
của họ. Thì khi mà họ làm những cái việc tổn phước như vậy thì cái xui nó sẽ đến gần. Và khi nghiệp chướng tăng lên thì các bạn phải tăng phước của các bạn. Tu thì vẫn tu, nợ đời thì vẫn trả. Rồi cái việc mà mình làm phước thì mình cứ làm. Như vậy thì có thể nói rằng các bạn dần dần tạo nên một cái sức mạnh. Khi mà các bạn sống trong một cái hoàn cảnh như vậy thì các bạn vẫn luôn đối đầu với những cái vấn đề như nó đang xảy ra, và bạn vẫn có cách để mà thoát ra khỏi những cái tình huống như vậy. Và khi mà các bạn có mong muốn thoát khỏi những khổ đau thì đó là một cái hướng tích cực bước đầu. Và người thân của các bạn hãy cổ vũ cho các bạn, cho dù lần đầu làm không được, nhưng mà các bạn phải có cái kế hoạch để giúp cho cái người đó. Thì có những cái sự động viên, có những cái sự cổ vũ, cũng như là có những cái sự tác động về tâm thức thì các bạn sẽ thành công nhanh hơn và vượt qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn. Trong cái trường hợp một vị khách hàng của tôi, chồng họ đang có cái tật đó chính là nghiện bạc, thì tôi đã hướng dẫn chia sẻ với vị khách hàng đó rồi. Tuy nhiên thì tôi cũng gửi đến chị đó những cái thước phiên mang cái tính gọi là chữa lành. Bản thân chị thì đang ở trong trạng thái là chồng ngoại tình, chồng đã chấm dứt rồi, nhưng mà chính chị ấy lại mắc kẹt trong những sự khổ đau, tức là chị ở trong trạng thái là nghiện, nghiện cái cảm xúc tiêu cực. Và khi mà chị dùng những lời thóa mạ chửi bới chồng thì chị rất là hả dạ, chị cảm thấy sung sướng khi mà làm cho người khác bị đau khổ lắm. Nhưng mà sau khi mà chị chửi người ta, chị chửi chồng chị á, làm cho chị buồn, mà chồng chị cũng rơi vào trạng thái là im lặng và đau khổ, thì chị lại cảm giác chị rất đau khổ. Và cái hành động đó chị cứ làm đi làm lại hoài. Khi mà thấy chồng chị một cái là chị đay nghiến chồng chị, vì chồng chị đã nói những cái lời yêu thương với một người đàn bà khác. Chồng chị lớn tuổi rồi mà lại ở trong cái trạng thái là trâu già mà thích gặm cỏ non. Mê một cái cô ở bên Việt Nam, cô đó cô hát ở trong một cái câu lạc bộ nào đó, gọi là chuyên tơ, hát thì chẳng hay đâu, nếu mà hay thì đã trở thành ca sĩ rồi các bạn. Nhưng mà người ta có những cái cuộc vui như vậy và người ta đắm chìm vào trong thế giới đó. Người đàn ông đó cũng chỉ xem được vú của người đàn bà đó thôi, và tất nhiên là khách hàng của tôi đã gửi hết những hình ảnh đó. Tôi nhìn thấy hết thì tôi mới thấy là cái người phụ nữ kia vạch vú của mình lên để cho cái người đàn ông kia xem, và có cả video nữa. Thì cái hành động như vậy á, cái hành động mà một người đàn bà mà khoe vú của mình như vậy mà cái người đàn ông ở bên nước ngoài đã gửi về cho cái người đàn bà đó gần đến 250 triệu. Chưa có hoạt động tình dục nha, nhưng mà họ rõ ràng là có thủ dâm với nhau, họ có thể là xem hết bộ phận này, bộ phận nọ, bộ phận kia, người ta nhìn bằng mắt mà người ta như vậy đó các bạn. Thế nên là đây cũng là một cái dạng nghiệp chướng. Và khi mà chị phát hiện ra, chị biết chuyện này thì chị đay nghiến chồng chị, và chồng chị đã cảm thấy xấu hổ và quê và đã dứt bỏ rồi. Thì khi mà chồng của chị á, mê gái thì chồng của chị không đánh bài đó, anh ta tự cai nghiện bài để mà lấy cái tiền đánh bài đó cho cái cô gái đó đó. Thì có phải là quay lại cái vế đầu tiên của tôi, khi mà các bạn giúp cho con của các bạn không còn có cái cảm giác sợ, cái hội chứng sợ toilet nữa đó, thì có phải là các bạn lấy cái thứ gì đó mà nó thích hơn cái thứ mà nó nghiện, tức là nghiện nhiều và nghiện ít, nghiện cực nghiện đấy. Bạn lấy cái thứ mà nó cực nghiện, bạn đổi lấy cái thứ mà nó sợ hãi thì nó sẽ làm được. Thì trong cái tình huống này nó lại là minh chứng cho cái tình huống mà tôi chia sẻ lúc đầu về một trường hợp mà những đứa trẻ mà nó sợ hội chứng toilet. Thì khi mà đối tượng chồng của chị á, mê gái thì bỏ bài, nhưng mà bây giờ chồng của chị á, thì bỏ bài à, bỏ gái thì lại quay trở lại với bài. Thì với cái người đàn ông mà như thế này á, thì chị cũng hỏi tôi là tôi đã từng gặp cái đối tượng nào mà như thế này chưa. Thì tôi chia sẻ với chị là chị ở nước ngoài thì như thế, chị mới gặp là nhị đổ tường thôi, còn ở Việt Nam thì đa phần là tứ đổ tường, gái, rượu, bài, rồi còn vũ phu nữa đấy. Chị là không bị ăn đòn này, chị không có bị chửi tục chửi thề này, chị không có bị dạng như là bài bạc rượu chè. Chồng chị thì không uống rượu, nhưng mà chồng chị có bài bạc và gái, nhị đổ tường đó. Còn nếu mà ở Việt Nam thì thường xuyên đi nhậu, rồi thì nhậu xong rồi đi chơi gái, rồi đánh bài, rồi quay về đánh vợ luôn đấy, nó là bộ tứ thế này rồi, thì chị sẽ cảm thấy rất đau khổ. Thì bây giờ trong trường hợp như vậy thì em hướng dẫn cho chị là như thế. Ngay cả bản thân chị cũng nên cai nghiện. Chị nên cai nghiện cái cảm xúc tiêu cực. Bản thân chị đang vướng mắc vào cái vấn đề là chị bị tiêu cực trong cái việc mà chồng chị đã kết thúc, chồng chị đã xem hết bộ phim đấy rồi, nhưng mà bản thân chị cứ ngồi thừ ra để mà ngồi suy nghĩ, không biết bộ phim này hết chưa ta,
cái bộ phim này, tại sao nhỏ nhân vật người thứ ba nó lại như vậy, tại sao cái người đàn ông kia lại thích vú của nhỏ kia, trong khi đó chị là cái người không có vú, thì anh ta thích những gì chị không có. Chị phải hiểu được tâm lý của người đàn ông, là chị cũng chia sẻ chị là cái người mà không có ngực. Khi mà chị nói đến điều này và khi người đàn bà đó cho xem những cái vấn đề như vậy thì chứng tỏ là chồng chị thích như vậy. Người đàn ông thì người ta đập vào mắt của người ta, với một người mà có tính dục cao thì đập vào mắt người ta chính là bộ ngực của người đàn bà trước tiên đó. Thế nên là có những cái vấn đề như thế thì em mới chia sẻ cho chị là những cái cách làm mà trong video này tôi không có chia sẻ vì một số các tính chất cá nhân. Thì nếu mà chị làm như vậy thì sẽ có kết quả. Và trong cái tình huống như thế thì chị cần kiên trì hơn. Riêng về bản thân chị thì chị cần phải hiểu rằng khi mà một ai đó đã kết thúc cái vấn đề của họ mà chị mắc kẹt trong cái tai nạn đó, chị cứ đứng ở đó thì chính bản thân người đó sẽ không còn đủ kiên nhẫn với chị nữa. Thời gian trôi qua đã khá lâu, mọi việc đã kết thúc 2 năm về trước rồi, đến bây giờ chị vẫn đay nghiến như là kiểu dạng như là bò nhai lại. Chị biết dạng thái bò nhai lại không? Bò nhai lại là một trạng thái là khi con bò nó nhai rồi, nó nuốt vào bao tử nó rồi, nó lại ói ra nó nhai lại nữa. Thì những người phụ nữ sống ở trong cái trạng thái luôn đau khổ, cột mình vào trong quá khứ, dạng như là bò nhai lại như vậy thì sẽ làm cho chị rất là đau khổ. Chị không nên sống ở trong cái trạng thái như vậy. Nếu mà chị lặp đi lặp lại hoài những cái thái độ như vậy mà chị mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, mong muốn một cái trạng thái để mà chị vui vẻ, thì đấy chính là cuộc sống của những người ảo tưởng và không thực tế chị nhé. Mình nên sống trong hiện tại. Tại giây phút này chồng mình đã không còn sai thì mình nên sống trong cái giây phút này. Chị nên học những cái cách mà tôi truyền đạt cho chị trong lúc chị tư vấn cùng với tôi. Chị đã đặt một cái lịch trình rất là dài thời gian như thế, thì tôi hy vọng rằng trong cái khoảng thời gian đó chị nhanh chóng nhận thức được những vấn đề tốt. Và chị đã là một vị khách hàng theo dõi tôi rất là nhiều năm, thì chị cũng nghe được một cái câu nói của tôi là những người học cao lại là những người kém cỏi trong cái cách xử lý, bởi vì dường như họ lại trở thành cái kẻ tối giản trong cái việc xử lý vấn đề. Vì suy nghĩ quá lâu, vì suy nghĩ quá kỹ, vì sở chi chướng của họ mà họ sẽ bị cản trở trong cái tiến trình làm việc của mình. Người học giỏi đâu có nghĩa là người giàu. Vì sao? Vì cứng nhắc, vì không thay đổi, vì không linh hoạt trong cuộc đời này, thế nên là tài năng của họ bị hạn chế. Còn một vấn đề nữa, tuy nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng mà có những cái đối tượng thuộc cái nhóm như vậy ha. Rồi cũng có những cái vấn đề khi mà chị xử lý, đó là việc giống như một số người đi 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 tu, đi học rồi cũng có pháp danh, nhưng mà người ta lại bị sở di chứng, tức là khi mà nghe ai nói cái câu nói gì đó nó sai, người ta sẽ xăm soi, người ta sắc sao, người ta chỉ trích, hoặc là người ta ngồi người ta bàn về vấn đề đó. Trong khi đó học được rất nhiều điều hay thì không tập trung vào điều hay để mà phát huy, nhưng mà họ lại soi vào những cái vấn đề xấu để mà quặn mình trong đó rồi bắt lỗi. Cái đó gọi là sở chi chướng. Vì sao? Vì bạn không thể tiếp nhận những cái điều tốt đẹp vào cho mình, mà bạn chỉ có tiếp nhận được những cái điều tồi tệ trong cái vấn đề đó thôi. Ví dụ như một cái áo như thế này mà hỏi bạn, bạn có thấy gì hay không? Bạn không thấy gì ngoài cái chấm đen trên cái áo đó. Vậy là chứng tỏ bạn chỉ tập trung vào cái điều xấu thôi, còn những cái điều tốt đẹp bạn không có thể tập trung được. Đấy, mình phải suy nghĩ ra và chắt lọc cho mình những cái điều tốt đẹp. Nếu mà mình đang sống một ngày, tức là mình đang chết một ngày, thì mình hãy sống một ngày cho xứng đáng một ngày, cho vui một ngày. Tại vì đời không có bao lâu để mà sống. Và khi làm thân con người mới có cái cơ hội để mà niệm Phật, để mà học Phật, để mà thay đổi, để mà xoay chuyển. Và tôi cũng nói một cái ý như thế này các bạn. Ai cũng nghĩ cái chuyện chồng ngoại tình là một cái hình thức tiêu cực, mà đúng thật là tiêu cực thật. Nhưng mà bạn đã học được điều gì sau khi các bạn nhìn nhận ra những vấn đề tiêu cực đó? Tôi thì nhìn nhận ở một góc độ của người hiểu về cuộc sống và hiểu về một chút về tôn giáo, thì tôi nghĩ như thế này nè. Khi các bạn mà có chồng ngoại tình á, thì nó là tiêu cực, là đau khổ cho bạn. Nhưng mà bạn nhận ra được điều gì khi mà bạn đau khổ không? Vì khi mà bạn đau khổ, bạn mới nhận ra rằng bạn đang bị nghiện, bạn đang bị lệ thuộc vào người đàn ông đó. Khi không có người đàn ông đó thì bạn không sống được. Và nếu mà đặt ra một câu hỏi là nếu mà người đàn ông này chết đi và người đàn ông này ngoại tình, bạn sẽ chọn cái cách nào? Thì bạn có nhiều người phụ nữ trả lời thẳng luôn, thà rằng chồng em chết đi thì em không có đau khổ, mà chồng em đi ngoại tình em mới đau khổ. Bạn thấy đó, tình yêu của bạn không đủ lớn, và cái cách yêu của bạn nó chỉ mang tính chiếm hữu. Bạn chỉ muốn người ta chết đi để bạn đỡ đau khổ. Còn cái chuyện mà người ta sống, mà bạn thay đổi người đó, hoặc là bạn xoay chuyển, hoặc bạn hy sinh để cho người đó sống theo cái ý muốn của họ, để họ được hạnh phúc hơn, thì là cái điều bạn không nghĩ.
Vậy thì phải chăng là cái cách tu của bạn nó đang sai, nó đang bị lầm? Bởi vì khi mà bạn có một cái tình yêu rộng lớn thì không phải là bạn bị trói cột vào một cái đối tượng yêu đương nào đó, mà bạn sẽ mở rộng tâm lượng của mình với tất cả mọi người. Bạn cũng xem chồng của các bạn như một người dưng nào đó, chứ không phải là một người mà bạn trói buộc luôn phải bám sát, phải dính với bạn, phải yêu bạn, phải ở bên cạnh bạn. Và bạn vẫn biết rằng bạn sẽ chết và người ta cũng chết, mà đường ai nấy đi, tất cả mọi thứ chỉ là nhân duyên tương hợp tương sinh trong một khoảng thời gian nào đó. Đừng cố chấp cho mình mà làm tạo ra những cái oan nghiệt cho chính mình. Khi mà cái sự khổ đau nó cuốn lấy bạn, chứng tỏ rằng bạn là kẻ yếu đuối, bạn là người sợ người khác bỏ, bạn không có khả năng sống một mình và bạn không có sức mạnh nội tâm. Những người đàn bà nói rằng tôi có thể bỏ chồng lại là những kẻ yếu đuối. Những người mà cho rằng mình xem chồng chẳng ra cái gì, rất là xem thường chồng nhưng không thể bỏ chồng được, thì đó cũng là một dạng đàn bà yếu đuối. Và người đàn bà đó bị nghiện, bị lệ thuộc vào cái mối quan hệ đó, và họ không có khả năng đứng vững khi mà họ sống một mình, hoặc là rời xa người đàn ông đó, hoặc là người đàn ông kia mất đi trong một cái tình huống nào đó thì bản thân họ cũng không sống được. Thì chứng tỏ là họ họ giao tất cả mọi thứ trong con người của họ, từ tinh thần cho đến thể xác cho đến tâm hồn, giao hết cho người đàn ông đó, thì thân tâm của họ không ở một nơi. À, họ không không quản lý được tâm của mình nên tâm họ mới bị loạn như thế. Và để cho tâm mình không loạn thì bạn phải thực hành những cái pháp mà tôi chia sẻ với bạn, đó là thường xuyên niệm Phật để mà thân đâu tâm đó, hồn đâu xác đó. Chứ cứ làm một việc mà cứ miên man nghĩ là rối loạn trong cái sự đau khổ thì bạn sẽ bị loạn mất. Vì khi mà các bạn sống ở trong một trạng thái khổ đau mà bạn không thoát khỏi được trạng thái khổ đau, bạn dính mắc vào khổ đau, bạn không chấp nhận cái sai, bạn muốn thay đổi nhưng mà bạn không biết cách, có làm đâu. Các bạn biết cách nhưng mà các bạn không làm thì mới không có kết quả. Đây là cái điều tôi muốn nhấn cho các bạn hiểu, là các bạn không hề làm theo hướng dẫn mà các bạn cứ đi chạy đi hỏi người ta cái phương pháp, biết phương pháp rồi mà không làm, thế nên mới không có kết quả. Ai cũng muốn làm giàu hết á, mà không có chịu siêng năng, không bắt đầu từ con số 0, không bắt đầu từ con số 1, mà cứ muốn thành công, cứ muốn nhiều tiền, cứ muốn giỏi, mà trong khi đó không rèn luyện, không luyện tập, không chịu bớt ăn, bớt ngủ, bớt thời gian của mình để rèn luyện bản thân mình, để cho mình trở nên giỏi, mà cứ ngồi á, tôi muốn giỏi, em muốn có tiền, em muốn nhanh có tiền, mà trong khi đó không chịu cố gắng, thì cái điều đó là phi thực tế các bạn nhé. Kể cả cái chuyện các bạn cai nghiện một người đàn ông, thì các bạn phải quán thân rằng cái người đàn ông này chỉ đến với bạn trong một thời gian ngắn, và họ chính là những cái người mà đem đến cho bạn những cái nhân duyên, có thể là nhân duyên lành, nhân duyên dữ, thì do các bạn sống, các bạn thay đổi, xoay chuyển mà cái cục diện hôn nhân và cái gia đình của các bạn nó như thế nào. Hãy là một cái người đàn bà có định lực, kể cả những cái vấn đề các bạn đang cai nghiện, các bạn cần thay đổi bản thân mình. Các bạn chẳng thể thay đổi được kẻ khác khi mà chính các bạn chẳng thay đổi được gì ở nơi mình hết. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ cùng với chị. Chị không cai nghiện được cảm xúc tiêu cực và chị cứ muốn chồng chị nghiện bài, phải chăng là vô lý? Chị muốn con chị học giỏi, chị có thể la mắng nó, đánh nó để mà nó làm theo chị. Chị đang ép nó để nó trở thành tốt hơn. Vậy chị có đưa mình vào cái tình huống bị ép để mà trở nên tốt hay không? Đây là vấn đề tôi muốn chia sẻ cùng với chị. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là người tư vấn, và rất là cảm ơn chị đã nghe rất là nhiều video của tôi, và chị cũng nói rằng chị đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng mà chị vẫn không thoát khỏi được tình trạng như vậy. Thì cái sự cố chấp trong người chị nó quá nhiều, và do chị là người không có tôn giáo, không có một cái phương pháp tu hành để mà chị làm cho tâm chị mạnh hơn. Người mà chịu được cái sức đau thì người đó phải chịu trải qua cơn đau, thì người đó mới dần dần có sức mạnh. Giống như một người mà đi học võ trở thành võ sư, thì người võ sư đó đã chịu ăn đấm, đã chịu ăn đá và đã gục ngã rất là nhiều lần, thì người đó mới có sức mạnh để trở thành thầy chị nhé. Đó là những gì em muốn chia sẻ cùng với chị. Rất là cảm ơn chị đã chọn tôi là người tư vấn. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần tư vấn và chia sẻ những cái vấn đề khó khăn, khúc mắc trong khi mà các bạn gặp phải những cái tình huống khó nhai như thế này. Mọi vấn đề nghiệp chướng của chúng ta đều do chúng ta cần thiết phải tu hành. Và người đàn bà càng già càng thâm thúy, càng nên buông bỏ những thứ không cần thiết để làm cho bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Các bạn hãy quan sát một người đi trên đường, vì sao họ được gọi là đi nhanh, đi lâu và không gục ngã? Vì trên tuyến đường đó họ đi với một hành trình nhẹ nhàng. Bạn hãy trở thành một người phụ nữ nhẹ nhàng trong việc đón nhận tất cả mọi thứ trên cái hành trình trong cuộc sống này bạn nhé.
Rất là cảm ơn và xin chào các bạn.